Chào các bạn nha, lại mình Sồm đây. Thì bạn ạ, hôm nay mình sẽ đâm con phâm xỉu siêu phẩm dài cá đen nha. Siêu đen luôn đấy, đen tuyền luôn, cả sáo cả con này cũng đen con nha. Đây con này sinh đôi với con trên kia cơ bạn ạ. Đấy, tượng con sinh đôi chưa? Đấy các bạn nha. Thì bây giờ mình đã đâm tiếp con này nha để xét thử nha. Có chưa có biết nào nó lên hay không các bạn ạ. Rồi, nhào đầu các bạn ơi. Nhào đầu ở giữa nha. Ăn ở giữa. Không, ăn ở giữa tí, ăn ở lệch. Rồi, các bạn ơi, đây nha, chuẩn bị mình đâm nha. Đây, nó đứng ở sau này, nó đứng ở sau này. Đây, đứng ở sau này nha, thấy thấy cả cái cả tí, cả kia nha. Đây nha, các bạn ơi, chuẩn bị đâm nha. Ôi dối rồi, anh Sồ mê, quặn nhỉ. Ôi sao anh quấn không chặt à? Anh cứ kéo mạnh lên là nó khắc tỏ hết ra. Ôi. Nhìn thấy anh đứng núi sau nhìn thấy anh cả anh cả diều. Xong rồi anh, cái này. Đấy, thấy chưa? Nhìn cả diều kìa, nhìn thấy cả diều, đứng đi sát bên này tẹo. Thấy chưa, thấy có thấy diều kia không? Không, anh che mất rồi. Đây, thấy rồi. Thấy rồi. Thấy chưa, nào, không quay theo diều nha. Nào, đâm lại qua đây, mình chuẩn bị đâm nha. Ui, mắc dây rồi. Nánh rồi, nánh rồi. Không nánh đâu, đâm lại, đâm lại. Alo. Ui yếu đấy. Yếu đấy. Ui, oh no. Các bạn đâm lại nhá, bị mắc dây điện các bạn ạ. Bị mắc dây điện đâm lại các bạn nhá. Nào. Nhớ căng à. Ui, ai ai ui yếu thế anh Sồ. Các bạn đang chú không? Ui, cái dái rời xa diều luôn đấy. Ui, lánh rồi. Lánh rồi. À, hết lánh rồi. Ông Huy ra cấm. Cấm. Chú ơi, chú sang bên này đi. Đi sang bên này đi. Co vào như thế không được 2 mét. Đây bạn này lên rồi bạn nhá. Xem lên nó có đảo không bạn nhá, tại vì nó hơi có được ngoài này chậm. Ui. Ui. Quặn đâu? Đang chào đang ấy khùng. Chào lên gió đấy. Chưa có vặn vòng nào các bạn. Đấy,
lên rồi bạn ơi. Đây. Lên rồi bạn ơi. Đây, diều lên rồi. À, hơi nghịch tí. Tôi đợi dây các bạn. Đây còn cấm diều chú ơi. Đây còn cấm diều không? Cái gì? Mấy ngày. Có cấm không để tao học thủ biết trước kéo. Học thủ trước ạ. Lên ngay các bạn ạ. Để giấy mắc cái gì mắc cậu đứng ấy nó chết chơi cầm mắc vào dây được không hả? Ui chưa mắc ui say rồi. Ừ, chưa say khung mới ăn không đó. Mẹ không được kéo hẳn lên trời không ăn hết rồi là đây là trước nó thu cháu có tham gia nhận diều đâu. Cắt nhá. Đây lên rồi bạn ơi. Cái đuôi dài này nhìn điêu các bạn này. Đuôi dài thích làm cá vẹn hơn. Đây. Nếu các bạn thích chuyển đổi con này thành đuôi cá vẹn nữa thì để mình chuyển đổi luôn nha. Sáu cháu nghe tiếng gì? Sáu mới chưa sáu thao quên không biết là sáu có bị ấy không không biết sáu à đâu chưa đổi. Đây các bạn ơi, các bạn này lên rồi à, thêm tẹo nữa nha. Ui, đi xem lại đi sao đi trước gần nhau hai con nào ăn hơi ấy rồi con nào này con này. Con này tại đuôi các bạn ạ. Đuôi để xa quá, nó ăn linh tinh rồi. Thử để đuôi dài nhưng mà nó ăn gió linh tinh ạ. Cái đuôi đằng sau đuôi hơi yếu. Lên được thì lên được nhưng mà mỗi tội cái đuôi cái nó hơi yếu gọn nhá. Đây cũng khá là cất nhưng mà to không biết thế nào cả. Một lần có nghĩa là đuôi ngắn thì ngon, đuôi ấy trong nó biêng ở bên, đuôi dài quá bạn ạ, nặng. Nên được các bạn nhá. Mỗi tội đuôi nó hơi dài nhưng mà nên các bạn nhìn dáng lại được không? Hai con này. Con kia mình cũng làm mình tặng. Để mình tặng nhá. Ai có nhu cầu thì đi nhá. Thấy chưa? Hai con rồi cá. Thế các bạn thấy để dài cá dài này có đẹp hơn không hay là xấu hơn các bạn nhá? Đấy các bạn xem à. Đấy các bạn. Gỡ thêm bạn nữa đi. Bị thắt nút à? Gỡ nút chưa? Gỡ ra ôi thằng kia. Đây các bạn này. Lên rồi giờ lên thì cất đét các bạn nhá. Lúc đầu là nó trao lấy gió giờ không thấy nánh được gì à, khá cất nhờ con này cất nhờ anh nhìn cất đét nhau à. Nên rồi các bạn không sợ.
cà phê luôn các bạn này. Đấy nhá, thế ở này các bạn ở đã lên chưa? Này đã đủ lên chưa? Này lên rồi nha bạn nhá. Khá là thẳng dây cất nhá. Đấy. Đấy, còn các bạn thích con này thì đi đây nhá. Muốn tặng thì để mình chơi event nhá. Các bạn muốn được tặng hay là muốn mua thì đi đây nhá. Muốn được tặng thì phải chơi event các bạn ạ. Còn đâu muốn mua thì đi đây mình. Để do giá siêu rẻ, siêu mềm. Đây còn con này đang kéo xuống bạn nhá. Con này anh em nhưng mà để trước, con này con anh nhưng để trước bạn ạ. À, chơi quái, chết rồi. Đấy nhá, thì giờ mình cũng lên rồi nhá. Đây không bảo là không lên bạn. Đấy. Đây là. Còn đây 2 mét. Đôi đấy con đôi bồ bồ đấy khôn lắm, bồ con đấy hay đấy chém âm mới con đánh bầu đợt trước bầu hay ấy từ ngày xưa ấy. Đấy, nếu mà cả đôi nếu mà con đấy hay nhất thì cả đôi đấy không còn không còn tổ nào. Ừ, nó đuổi hết nhỉ. Đấy. Con đấy, chạy sang bên chạy sang đừng mình ăn sang bên này thì mình chạy sang bên này, chạy sang bên kia thả đi nhá. Đừng thả xuống đã, thả xuống tra tiếp. Ôi kéo con anh gọi nhá. Con kia nó lại quên không chỉnh sáo. Không nghe tiếng sáo mới, quên không chỉnh. Nó đầu chắc là ngửa quá. Hả? Lắm gì? Hâu đâu? Ừ đây, hâu rồi. Đây bạn này, nên chưa. Cái gì cầm gì nào nặng không, cầm được không? Ai à, thả tuôn cũng được phết đấy. Cảm giác nào nặng không? Không nặng luôn thật. Chỉnh con kia là chỉnh chỉnh nặng một ít. Đây các bạn này lên rồi nhá. Đấy. Lên rồi cũng khá là chất các bạn. Nói chung là lên được nhỉ. Lên được không? Có câu lên được không? Lên được không Huy Đỗ? Lên được. Lên được. Cái đuôi nó hơi dài quá. Cho khác người tí. Cho đuôi bé ngắn lại đẹp nhỉ. Thành chiếc phẩm luôn đấy. Không xỉu. Đây. Khá là phê à. Cha thêm chậm nữa cho. Ui, anh về cắt tóc kìa. Như mày đây mà cứ trông diều nhá. Ừ. Đây các bạn ơi, thì thôi mình cũng bận rồi nha, thì video mình kết thúc rồi nha, cũng lên rồi các bạn. Đây cho Huy Thổ nó chặt thêm tí nữa, nếu mà ấy thì chặt thêm chậm dây nữa nhá. Nếu mà đổ đi nhặt nhá. Đấy các bạn nhá, nói chung là cũng lên rồi. Đấy, hơi vất vả. Đấy, lúc nãy mình còn đi chặt tre, còn không nhem nhem hết cả người, trước hết cả người rồi các bạn. Rồi, chuẩn bị tre khô là có siêu phẩm cho các bạn, lên cho bạn xem hoặc là làm cho các bạn. Đấy, thì đấy thì lên rồi nhá. Thì video mình cũng kết thúc rồi, chào tạm biệt các bạn. Bye.